Chương trình UP năm 2023 đến năm 2024 của Lisieu Việt Nam đã chọn chủ đề trẻ hóa đô thị với mục tiêu tạo ra không gian sống hiện đại và tương lai cho Việt Nam. Trẻ hóa đô thị trong kiến trúc đương đại có thể thể hiện dưới nhiều hình thức, từ việc cải tạo các công trình cũ để đem lại sự mới mẻ, tái phát triển các khu phố cũ, đến thiết kế hoàn toàn mới và thậm chí biến đổi toàn bộ thành phố. Ông Uchide Kasuaki, Tổng Giám đốc Lisieu Việt Nam, nói: UP là một chương trình mà Lisieu Việt Nam khởi xướng và tổ chức từ năm 2016 với mục tiêu dài hạn, thể hiện trách nhiệm xã hội của ban tổ chức và các đối tác tham gia. Trong quá trình đó, Lisieu đã kết nối các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà quản lý và những người hoạch định chính sách phát triển để tìm ra các giải pháp cho những thách thức xã hội. Trẻ hóa đô thị là một trong những vấn đề quan trọng được nêu ra. Chúng tôi hy vọng rằng chủ đề này sẽ khơi mào cuộc thảo luận và mang đến nhiều quan điểm khác nhau từ các chuyên gia, cũng như nghiên cứu chi tiết suốt chương trình UP năm 2023 đến năm 2024. Đại diện của đơn vị bảo trợ chuyên môn KTS Đặng Kim Khôi, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, lưu ý rằng không gian sống là một khía cạnh quan trọng, thay đổi theo thời gian tùy theo suy nghĩ, nhận thức, điều kiện kinh tế, sự thay đổi trong cuộc sống, sự phát triển của khoa học và công nghệ. Trong kiến trúc đương đại, việc thay đổi này được gọi là trẻ hóa, và nó thường liên quan đến việc biến đổi một phần hoặc toàn bộ một công trình để mang đến sự mới mẻ cho một tòa nhà, một khu phố, một đô thị hoặc thậm chí là một thành phố. Chương trình UP năm nay, với chủ đề trẻ hóa đô thị, sẽ bàn luận về việc này và tác động của nó đối với nhiều đối tượng, từ cộng đồng dân cư cho đến các kiến trúc sư, nhà quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc và đô thị. Chương trình UP năm 2023 đến năm 2024 do Lisieu Việt Nam tổ chức đã chọn chủ đề trẻ hóa đô thị với hy vọng tạo ra không gian sống hiện đại và gìn giữ những giá trị truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Đại diện của đơn vị bảo trợ chuyên môn KTS Đặng Kim Khôi, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chia sẻ về mong đợi của mình. Chương trình UP có tiềm năng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và gìn giữ cũng như phục dựng những giá trị bản sắc của đời sống xã hội trong bối cảnh kinh tế phát triển và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Chương trình UP năm 2023 đến năm 2024 đã đặt ra 5 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng để thúc đẩy quá trình trẻ hóa đô thị. Các đề tài này bao gồm: không gian chuyển hóa nhịp sống đô thị được thực hiện bởi công ty PVCSB, đánh thức nơi chốn trong thành phố do Think Playground tiến hành, chuyển hóa bãi chôn lấp thành công viên xanh, nghiên cứu trường hợp bãi chôn lấp Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bởi Ta Landscape Architecture Việt Nam, đổi mới nhà phố mini building do công ty VUV thực hiện, và khu đô thị Itao được thực hiện bởi công ty Test Architect Studio. Thương hiệu Inax, một trong những đơn vị tài trợ chương trình, đã bày tỏ hy vọng rằng họ sẽ đóng góp kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm của họ với các đơn vị nghiên cứu trong tình hình là một tập đoàn sản xuất toàn cầu.